bà mẹ hai đứa con, một thằng dâng cho nước non. Đêm đêm mắt mẹ mỏi mòn, khuya xóm ra vào mong con. Thằng hai đi linh đã lâu, tình mẹ luôn ghi khắc sâu. Hai mươi linh được lành tim, tháng tháng viết thư mẹ liền. Con xin kính thăm mẹ hiền, con phương này bình yên. Lương đi lính nên không giàu, chút ít mẹ ăn chầu. Thằng ba đọc thư rất hay, trường làng học qua lớp hai. Rung rinh tóc mẹ ngà màu, nước mắt thấm qua miệng trầu. Chiều u ám lá hoa, mẹ ra đi dâng lễ xa. Ung tin đến tận quê nhà, anh ấy vĩnh biệt đêm qua. Thằng ba năm nay lớn khôn, sợ mẹ sau đau khổ hơn. Lành tin nó nhai lá thư anh liền. Con xin kính thăm mẹ hiền, con phương này bình yên. Lương con để lo dâu hiền, nên không gợi mẹ tiền. Mẹ ra cười rung nếp nhăn, rằng thằng hai nay rất ngoan. Ham dâu xa gì miên trầu, nước mắt khóc vui lần đầu.